Thung Lũng Go Đà Lạt. Hello, xin chào cả nhà, lại là thầy Dỗ Anh yêu check-in và du lịch đây. Mỗi lần ghé Đà Lạt, mình lại ghé một quán cà phê thú cưng. Và lần này mình đi review một quán cà phê khá là mới tên là Nông Trại Cuốn Thung Lũng Go. Ấn tượng đầu tiên của mình đó chính là quán mới nhưng rất là đầu tư, phối cảnh đẹp, đa dạng, có vườn tham quan cho các bé cún, bé mèo, chuột. Ở đây lại có vườn dâu, rất nhiều bối cảnh để chụp hình check-in. Các bé cún ở đây thì rất là thơm tho, sạch sẽ. Do mình đi các quán cà phê khác thì thấy các bé hơi nặng mùi, nên thấy sự sạch sẽ ở đây lại là một điểm cộng rất là lớn. Không gian mát mẻ, trong lành, bao bọc bởi nhiều cây xanh là địa điểm lý tưởng cho các bé vui đùa. Các bé nhà mình rất thích địa điểm này. Ở đây chỉ cách tầm 12 phút đi xe từ trung tâm Đà Lạt. Mình tin đây là địa điểm lý tưởng cho các bạn trải nghiệm ở Đà Lạt đó nha.